Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến tối qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên thảo luận thứ hai với chủ đề xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có sức chống chịu. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đã kéo lùi thành quả phát triển của thế giới hàng thập kỷ, đẩy hàng chục triệu người rơi vào nghèo đói. Dịch bệnh, thiên tai, bất bình đẳng, ô nhiễm môi trường, đói nghèo, khoảng cách số, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước vẫn là những thách thức toàn cầu mà không riêng một quốc gia nào có thể xử lý được. Để vượt qua thách thức, các quốc gia cần đoàn kết, xây dựng lòng tin, thực tâm hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung hướng tới phát triển bền vững, bao trùm và không để một quốc gia hay người dân nào bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng cũng khẳng định hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững và bao trùm. Kể từ năm 2010 trở lại đây, Việt Nam đã 5 lần được mời dự hội nghị thượng đỉnh G20, một diễn đàn đa phương quan trọng trong quản trị kinh tế toàn cầu. Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến lần này đã khẳng định đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 vào các vấn đề chung của toàn cầu.